Đây là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình trên channel Việt News USA vào mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ PM giờ Arizona, nhằm chia sẻ đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời đến với mọi người. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Trân phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình mới của Việt News USA, và đặc biệt là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Nhà hàng cần bán gấp, nhà hàng cần bán gấp. Nhà hàng tọa lạc trong khu đông dân cư hoặc kênh rộng rãi dễ tìm với lượng khách ổn định. Chủ sẽ chia sẻ công thức các món ăn và giúp đỡ tận tình. Giá cả thương lượng 623-200-8996, 623-200-8996. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa kỷ niệm những đau thương, khổ nạn Chúa Giêsu đã gánh chịu vì chúng ta. Câu chuyện phúc âm hôm nay sẽ nói về một sự việc xảy ra trước ngày Chúa chịu khổ nạn. Chúa Giêsu thường truyền những lời giáo huấn dưới hình thức những câu chuyện ngắn gọn, gọi là ẩn dụ hay là ví dụ. Những câu chuyện như người gieo giống, người con hoang đàn hay người Samari nhân lành. Một trong những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu, Chúa cũng dạy bằng một ví dụ. Nhưng thay vì kể câu chuyện, Chúa Giêsu đóng vai người trong câu chuyện này. Đó là câu chuyện mà Chúa rửa chân cho các môn đệ. Câu chuyện được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 13 như sau. Trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ trở về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa. Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.
Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Câu chuyện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài trước ngày lễ vừa qua là một ví dụ, là phương pháp thính thị mà Chúa Giêsu dạy cho môn sinh của Ngài và cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Bài học đó là bài học yêu thương và phục vụ. Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ như Đức Chúa Trời yêu thương và phục vụ. Chúng ta biết điều này vì Kinh Thánh dạy rằng thì Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đức Chúa Giêsu biết Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng ở trong tay Ngài, và trong ý thức đó Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Rửa chân cho người khác là một công việc hèn hạ chỉ dành cho nô lệ, nhưng để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta và để cho thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã làm điều này. Sau khi làm công tác đó, Chúa hỏi các môn đệ: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Và Chúa đã trả lời cũng như giải thích cho chúng ta hiểu. Có ít nhất là ba bài học cho chúng ta. Trước hết là bài học phục vụ. Chúa Giêsu phán: nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Bản tính thông thường của con người là đòi hỏi quyền lợi và muốn người khác phục vụ mình hơn là phục vụ người khác. Nếu có chức tước hay quyền hành thì chúng ta lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa. Nhưng Chúa đã làm công việc của một nô lệ để dạy chúng ta bài học phục vụ. Chúa phán: ta đến không phải để người khác phục vụ, nhưng để phục vụ người khác và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Sự phục vụ cao cả nhất của Chúa Giêsu là hy sinh chính sự sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Tội lỗi đòi hỏi hình phạt, và Chúa Giêsu đã gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Đó là cao điểm của mùa chay, và đó chính là mục đích của Chúa Giêsu khi đến thế gian này. Người ta sinh ra là để sống, nhưng Chúa Giêsu sinh ra là để chết. Chúa Giêsu chết là hoàn thành mục đích của Ngài khi đến trần gian. Chúa sinh ra là để phục vụ, là chịu chết, và Chúa muốn chúng ta cũng phục vụ lẫn nhau như vậy. Nhưng phục vụ là gì? Bài học thứ hai cho chúng ta biết phục vụ là gì. Đó là tâm tình. Chúa Giêsu phán: vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Làm như ta đã làm cho các ngươi là theo cùng một tâm tình. Tâm tình của Chúa Giêsu. Tâm tình của Chúa Giêsu là tâm tình yêu thương và khiêm nhường. Chúng ta biết đây là tâm tình yêu thương và khiêm nhường bởi vì trước khi rửa chân cho các môn đệ, Kinh Thánh cho biết Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Động cơ thúc đẩy Chúa Giêsu phục vụ là tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Có người đã nói: ta có thể phục vụ mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không phục vụ. Có những người làm công tác từ thiện và trong lòng thiếu tình thương. Có thể vì đã làm đi làm mãi khiến cho việc làm trở nên quá bình thường. Đó là phục vụ mà không yêu thương. Nhưng nếu có tình thương thật, chúng ta sẽ phục vụ hết lòng trong mọi hoàn cảnh. Làm bất cứ điều gì, câu hỏi chúng ta cần đặt ra là: động cơ nào thúc đẩy tôi làm việc này? Tại sao tôi làm? Nếu không làm vì tình thương thì việc làm của chúng ta dù lớn đến đâu cũng không có giá trị, như lời Kinh Thánh đã dạy: dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
Chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu hết lòng phục vụ vì tình thương, chứ không phải vì bất cứ một động cơ nào khác. Cuối cùng chúng ta thấy bài học Chúa dạy là bài học phải đáp ứng. Chúa Giêsu phán: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Hạnh phúc không phải là hiểu biết, nhưng là thực hành. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm ân phúc của Chúa khi chúng ta thực hành, làm theo lời Chúa dạy. Thực hành lời Chúa dạy chẳng những trên bình diện phục vụ, nhưng trên mọi khía cạnh khác của đời sống. Và khía cạnh đầu tiên ảnh hưởng đến mọi khía cạnh khác là vấn đề cứu rỗi của chúng ta. Trước khi có thể noi gương phục vụ của Chúa, chúng ta cần tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để cho Ngài ngự trị tâm hồn. Chỉ với sức mạnh tái tạo của Chúa trong tâm hồn thì chúng ta mới có đủ ân sủng sống một đời sống yêu thương và phục vụ như Chúa. Bài học của chúng ta trong mùa chay là bài học phục vụ. Trước khi có thể phục vụ, chúng ta cần phải được tha tội và cứu rỗi, cần được Chúa giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến trần gian để chịu chết và sống lại với mục đích duy nhất là giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Chúng ta cần thực hành lời Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài để tội lỗi được thanh tẩy trước khi có thể sống đời sống phục vụ như Chúa đã nêu gương và giúp chúng ta sống đời sống phục vụ để đem hạnh phúc đến cho mọi người. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa mới là kỷ niệm mùa chay cách đích thực, vì cái chết của Chúa Giêsu sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận. Quý vị đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu mà Ngài đã thực hiện qua cái chết của Ngài trên thập tự giá hay chưa? Mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623-792-0896, 623-792-0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, viền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623-792-0896, 623-792-0896. Eric Auto Repair, tòa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Niềm tin tin lành ngày hôm nay. Chương trình Niềm tin tin lành sẽ tiếp tục mỗi thứ bảy hàng tuần trong cùng giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. May God bless you. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Niềm tin tin lành hôm nay. Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, quý khán giả có thể liên lạc đến với các hội thánh tin lành gần nơi quý vị cư ngụ. Hội thánh Tin lành Phoenix, 3444 North 19 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội thánh Tin lành Phúc Âm, 2967 East Silo Drive, Gilbert, Arizona 85296. Hội thánh Tin lành Baptist Phoenix,
5314 North 22 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội Thánh Tin Lành Baptist Hiệp Nhất, 4143 North 43 Avenue, Phoenix, Arizona 85031. Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng, 1565 East Warner Road, Tempe, Arizona 85284. Hội Thánh Tin Lành Greenfield, 301 North Hartford Street, Chandler, Arizona 85214. Hội Thánh Tin Lành Baptist Vườn Nho, 10250 North 59 Avenue, Glendale, Arizona 85302. Hội Thánh Tin Lành Baptist Avondale, 2119 North Prescott Loop, Phoenix, Arizona 85037. Thank you.